Thì xin chào các em Chào mừng các em đến lớp học lý của thầy Hôm nay thầy giảng cho chúng ta bài số 5 Chương trình vật lý 11 Bài điện thế, hiệu điện thế Vậy trong phần này Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các một Một là mã, điện thế Hai là mã, hiệu điện thế Như vậy có hai nội dung chính nha các em Chúng ta vào phần một là mã Điện thế là gì? một nhỏ khái niệm điện thế một nhỏ khái niệm điện thế nha trong công, công thức tính thế năng thế năng của điện tích q tại một điểm m trong điện trường v m bằng công di chỉ điện tích từ m đến vô cùng bằng vm nhân q thì hệ số vm không phụ thuộc vào q mà chỉ phụ thuộc vào điện trường tại m nó đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích quy ta gọi là điện thế tại M. Như vậy trong phần này à, chúng ta nhớ thầy công thức điện thế là Vm bằng Vkm trên quy tức là bằng thế năng tại M trên quy bằng AM vô cùng trên quy. Và nhớ thầy khái niệm là Điện thế đặc trưng cho điện trường gì phương diện tạo ra thế năng của điện tích quy. Rõ chưa? Và điện thế có gì là bon volt như các em? Và điện thế tại một điểm là không phụ thuộc vào quy. Hai nhỏ định nghĩa điện thế. Các em sẽ ghi lại nha. Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng. Khi đặt tại đó một điện tích quy, nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên quy khi quy di chuyển từ m ra xa vô cực và độ lớn của quy. Công thức Vm bằng AM vô cùng trên quy. Công thức 5.1. Thầy lập lại nha. Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng chơi riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích quy nó được xác định bằng thương số của công lực điện tác dụng lên quy khi quy di chuyển từ m ra xa vô cực và độ lớn của quy công thức vm bằng am vô cùng trên quy Rồi phần 3 nhỏ Đơn vị của điện thế Thì Chúng ta biết là công Đơn vị là jun Mà điện tích quy á, là Cú lông Từ công thức 5.1 Chúng ta có đơn vị của điện thế Vm là jun trên cho cu lông không nào jun trên Cú lông Người ta gọi đơn vị điện thế là Volt như vậy 1 V chính là 1 J trên 1 Coulomb Rồi các em xem nha. Ta có nè. Điện thế tại M là bằng AM vô cùng nè, chia cho Q nè. Đồng ý chưa? Mà công thì đơn vị là Jun đúng không nào? Q là đơn vị là Cung long. Vậy từ đây mình sẽ có đơn vị điện thế là 1 V là 1 J chia cho 1 C. bốn nhỏ đặc điểm của điện thế điện thế là đại lượng đại số trong công, công thức 5.1 vì quy dương nên am vô cùng lớn hơn không thì vm lớn hơn không nếu am vô cùng nhỏ hơn không thì vm cũng sẽ nhỏ hơn không điện thế của đất và của một điểm ở vô cực thường được chọn làm mốc tức là bằng không. À, tuy nhiên thí dụ trong quá trình chúng ta làm bài tập á, nếu thầy chọn mốc điện thế tại điểm A thì có nghĩa là điện thế tại A bằng không, tức là VA bằng không. Còn thầy ghi là chọn mốc điện thế tại điểm B thì có nghĩa là VB bằng không. À, Nói tóm lại là chúng ta chọn mốc điện thế ở đâu thì điện thế tại đó sẽ bằng không. Các trò rõ chưa? Chúng ta đến phần hai là mã hiệu điện thế. Thầy xét một điện tích là quy dương nha Di chuyển từ điểm M Đến vô cùng Ở đây mình chọn quy dương nha các em Đây là điểm N Như vậy thì chúng ta đã học công thức điện thế tại M được không nào Là điện thế tại M là VM sẽ bằng là gì Công từ M đến vô cùng Giờ chia cho quy VN sẽ bằng công di chuyển diện tích từ n đến vô cùng và chia cho quy không nào mà công thì có thể cộng được như vậy thì thầy từ hình vẽ nè thầy có công từ m đến vô cùng sẽ bằng công từ m đến n cộng cho công từ n đến vô cùng và thầy chia hai vế cho quy chia hai vế cho Q Như vậy thì thầy có là AM vô cùng chia cho Q Sẽ bằng AMN chia cho Q Cộng với AN vô cùng chia cho Q Như vậy tương đương Công di chuyển điện tích từ M đến vô cùng mà chia Q Thì ra là điện thế tại M Bằng AMN chia cho quy cộng công di chuyển điện tích từ n đến vô cùng chia quy chính là điện thế tại n điện thế tại n thầy chuyển vn sang cái thì thầy được là gì vm trừ cho vn thì bằng amn chia cho quy thì lấy điện thế tại m trừ cho điện thế tại n trừ đọc là hiệu đúng không nào lấy hai điện thế trừ nhau gọi là hiệu điện thế thầy ký hiệu nó là umn đúng không nào toán trong tổng mình học là cộng là tổng đúng không nào à, trừ là hiệu đúng không nào thì lấy hai điện thế trừ nhau thì gọi là hiệu điện thế thì hiệu điện thế giữa hai điểm mn thầy ký hiệu là umn nha các em như vậy chúng ta đã có một cái công thức mới rồi nha vậy từ công thức này các trò có thể định nghĩa cho thầy hiệu điện thế là gì biểu thức là gì nha như vậy trong phần hai la mã này là đầu tiên các trò phải nắm cho thầy hiệu điện thế là gì không nào hiệu điện thế giữa hai điểm UMN thì lấy điện thế tại m trừ điện thế tại n tức là nhớ thầy công thức 5.2 ok chưa rồi hai nhỏ là phần định nghĩa hiệu điện thế thì thầy cũng đã chứng minh công thức là UMN bằng AMN trên Q không nào cũng từ công thức này điện thế được định nghĩa như sau hiệu điện thế giữa hai điểm MN công điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường công sự di chuyển của một điện tích từ điểm M đến N nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích Q công sự di chuyển từ M đến N và độ lớn của Q và đơn vị của hiệu điện thế cũng là volt nha các em đúng nào thì zun trên cu lông ra đơn vị là volt nha chúng ta đến phần tiếp theo phần ba nhỏ đo hiệu điện thế thì để đo hiệu điện thế á người ta dùng cái dụng cụ là tĩnh điện kế là các em xem hình 5.2 nè đồng ý chưa à, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về tĩnh điện thế tĩnh điện kế á là qua mạng nha hoặc là chúng ta đọc trong sách chút pha cũng được ha. Thì phần chính của tình điện kế gồm một cái kim bằng kim loại có thể quay quanh một cái trục gắn trên một cái cần cũng bằng kim loại, hệ thống đặt trong một cái vỏ kim loại và được cách điện với vỏ. Thì hình 5.2 thầy giới thiệu cho các trò rồi ha. Thì bản dương á sẽ được nối với lại là cái cái núm số 2 ổn nào? còn cái bản âm á thì sẽ được nối với lại là bản âm á được nối với lại là cái vỏ bằng kim loại luôn, đúng nào? thì do hai bản tích điện trái dấu, ổn nào? À, kết quả là dưới tác dụng của lực điện trường thì lá nhôm này nó sẽ quay và nếu như gốc lệch thì càng lớn á thì có nghĩa rằng là điện thế càng lớn nha các em. Vậy trong phần này các em chỉ cần nhớ là Để đo hiệu điện thế Thì Chúng ta dùng Một cái dụng cụ đó là Tỉnh điện kế Nhớ rõ nha Nếu gốc lệch càng lớn Thì hiệu điện thế càng lớn nha Rồi phần bốn nhỏ nha các em Hệ thức liên hệ giữa Hiệu điện thế và cường độ điện cường như vậy thì chúng ta vừa học công thức là u bằng gì umn bằng a chia cho q đồng ý chưa này là amn nha. hay viết tổng quát đi tổng quát là mình viết là u bằng a trên cho q thì thầy sẽ suy ra được là a bằng q nhân u a bằng q nhân u mà tiếu trước mình học a thì bằng Q nhân e nhân d như vậy thì chúng ta so sánh với này với này mình đơn giản quy đi thì mình gọi được là gì u thì bằng e nhân d u bằng e nhân d và cũng từ công thức này chúng ta suy ra được là e bằng gì e bằng u trên cho d đây là công thức liên hệ giữa hiệu điện thế U và cường độ điện trường là là E thì cũng từ công thức này à, chúng ta sẽ biết được vì sao cường độ điện trường có đơn vị là V trên mét nào bây giờ chúng ta xem nè U là hiệu điện thế đơn vị U là V đúng không? còn D là độ dài hình chiếu đường đi lên đường sức đơn vị là mét phải không nào thì E bằng U trên D đúng không? thì đơn vị cường độ điện trường chính là volt trên mét tức là từ công thức này công thức này cho thấy cường độ điện trường e sẽ có đơn vị là gì nào là volt trên trên mét. Đó. Như vậy thì nội dung của bài số 5 thầy trình bày đến đây là vừa xong nha các em. À, bây giờ thì hướng dẫn chúng ta làm các bài tập nha. Rồi bắt đầu ở câu 5 nha. Biết hiệu điện thế UMN bằng 3V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng. A. VM bằng 3V. B. VN bằng 3V. C. VM trừ VN bằng 3V. D. VN VN trừ VM bằng 3V Thì UMN bằng 3V UMN chúng ta vừa học là bằng VM trừ VN Như vậy hệ thức chắc chắn đúng là đáp án C VM trừ VN bằng 3V Các em rõ chưa? Tiếp theo là câu số 6 Khi một điện tích quy bằng trừ 2 cung lông Di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công là trừ 6 Joule hỏi UMN có giá trị bao nhiêu thì ở đây chúng ta thấy nè Q là trừ 2 Coulomb lông đúng không rồi công là trừ 6 Joule tính U U bằng A trên Q U bằng A trên Q trừ 6 chia trừ 2 trừ 6 chia trừ 2 đâu bao nhiêu ra 3 V đã bán C U bằng A trên Q nha Câu số 7. Chọn câu đúng. Thả một electron không dẫn tốc đầu trong một điện trường bất kỳ, electron sẽ A. chuyển động dọc theo một đường sức điện. B. chuyển động từ điểm có điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp. C. chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao. D. là đứng yên chúng ta lưu ý nè trong một cái điện trường tạo ra giữa hai bản kim loại, không nào, đặt song song với nhau và tích điện trái dấu, chúng ta gọi nó là điện trường điều. không nào, thì các đường sức điện là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau, không nào, các đường sức điện sẽ đi ra từ bản dương đi vào và kết thúc ở bản âm, hay nói cách khác, các đường sức điện sẽ đi từ uh, nơi có điện thế cao, tức là từ bản dương Đến nơi có điện thế thấp là bản âm. Đó là các đường sức điện. có chưa? Bây giờ E' là điện âm. Thì nó sẽ chịu tác dụng của lực điện cường. Ngược chiều đường sức điện. Như vậy dưới tác dụng của lực điện cường. E' sẽ di chuyển từ bản âm về bản dương. Tức là từ nơi có điện thế thấp. Lên nơi có điện thế cao. Chúng ta chọn đáp án là. Là câu C. Còn nếu như chúng ta thả một điện tích dương vào trong điện trường thì nó sẽ chịu tác dụng một cái lực điện cùng hướng với đường sức điện, tức là sẽ làm nó di chuyển từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp hơn. Đến câu số 8. Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa bản dương và bản âm là 120 V hỏi hiệu điện thế. Hỏi điện thế tại điểm M. Này hỏi điện thế nha. Nằm trong khoảng giữa hai bảng cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế ở bản âm. Coi, đây là hình vẽ um, hai bản đặt song song nha các em, và cách nhau 1 cm không nào. Tức là từ đây qua đây là là 1 cm. Ok chưa? Bản bên trái là cái tiền dương nha bạn phải là tích điện âm nha. Rồi các đường sức điện á là sẽ hướng từ nơi có điện thế cao là từ bản dương nè đến nơi có điện thế thấp là bản âm nha các em. À, có vô số đường sức điện. Ở đây thì vẽ một đường thôi. Như vậy thì người ta cho mình là hiệu điện thế giữa hai bản là 120V mà điện trường giữa hai bản này là điện trường đều thì chúng ta sẽ tính e trước. E này bằng U trên d nè. U trên d. Là lấy 120 nè mà chia cho d là 1 cm không nè là 0,01 nè bằng là nhiêu 12.000 đơn gì là vô trên mét rồi bây giờ nội dung là hỏi điện thế tại m nằm trong khoảng giữa hai bảng cách bảng âm bao nhiêu 0,6 cm vậy điểm m nằm tại đây còn điểm n nằm tại 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 bảng âm nha rồi khoảng cách m là nhiêu là 0,6 cm. Như vậy thì chúng ta phải nhớ nè, điện thế tại n bằng 0 nè, tại vì người ta chọn là gì? Móc điện thế ở bản âm, ghi rõ luôn nè, móc điện thế ở bản âm. Mà thầy chọn điểm n nằm trên điểm uh, trên 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 cái bản âm đúng nào? Nên thì điện thế tại n phải bằng 0 thôi. Rồi. MN cách nhau là 0,6 cm thôi nào. Vậy thì tính UMN. UMN thì bằng E nhân cho DMN. Như vậy E chúng ta vừa tính xong là 12 000 nè. 12 000 Rồi nhân D là hình chiếu đoạn MN lên đường sức. Từ M đến N là cùng chiều đường sức của nào. Vậy hình chiếu đoạn MN lên đường sức cũng chính là MN. Và mang giá trị dương là 0,6 nhân với 10 mũ trừ 2. Đổi ra mét nha các em. Rồi, kết quả ra là 72 hiệu điện thế gì đơn vị là vol nha. Mà UMN á được thay thế bằng VM trừ cho VN bằng 72 trong khi đó Vn bằng 0. Như vậy mình sẽ tìm được điện thế tại M, VM bằng 72 V. Đơn vị là 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 là, là V nha. Như vậy thì đến đây là chúng ta đã kết thúc cái bài tập số 8 nha. Bài số 9. Tính công mà lực điện tác dụng lên một electron sinh ra khi nó chuyển động từ M đến N biết UMN bằng 50V thì chúng ta biết nè điện tích ở trong là quy bằng trừ E bằng trừ 1,6 x 10 mũ trừ 19 cu lông đúng nào như vậy thì chúng ta có UMN bằng AMN chia cho quy thì thầy suy ra được là gì AMN bằng q nhân umn q là trừ 1,6 x 10 mũ trừ 19 nhân umn là 50 bấm máy cho thầy cái này 5 nhân 1,6 là 8 đó nào vậy ra là trừ 8 nhân 10 mũ trừ 18 đơn vị là jun Rồi như vậy thì thầy vừa trình bày xong bài số 5 cho các em và đồng thời cũng hướng dẫn cho các em làm hết các bài tập trong sách giáo khoa. À, thì video của thầy đến đây là kết thúc. À, chúc em học tốt nha. Các em nhớ like, share và cho thầy một lượt đăng ký kênh nha. Thầy xin chào các em.